Thưa quý vị, thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khu dân cư 13B, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, khánh thành công trình đường cờ Tổ quốc. Đây là công trình đường cờ đầu tiên tại thành phố Đà Nẵng do chương trình Tự hào cờ Tổ quốc của báo Người Lao động thực hiện. Đường cờ Tổ quốc với 230 lá cờ đỏ sao vàng được thiết kế theo quy chuẩn đồng bộ lắp đặt trên các cán cờ, được treo trang trọng, tung bay trên các con đường rợp bóng cây xanh của hai tổ dân phố 50 và 51 của khu dân cư 13B. Nguồn kinh phí hơn 30 triệu đồng do ban biên tập báo Người Lao động, Hội đồng Hương Ngũ Hành Sơn tại thành phố Hồ Chí Minh và các mạnh thường quân hỗ trợ. Những lá quốc kỳ đỏ thắm không chỉ góp phần điểm tô cho bức tranh của khu dân cư này thêm rực rỡ, mà còn tôn vinh niềm tự hào dân tộc và lòng yêu nước của mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ. Thay đường cờ mà nhân dân trong khu vực, cũng như trong nhân dân trong chi bộ và cán bộ và nhân dân, hết sức phấn khởi và tự hào. Bên cạnh tạo điểm nhấn về mỹ quan đô thị, đường cờ Tổ quốc còn khơi dậy lòng yêu nước, khích lệ tinh thần đoàn kết, xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp. Với chi bộ 13B, đó là niềm tự hào với truyền thống cách mạng kiên trung. Nơi đây, trước kia, là vùng một trong Hòa Hải xưa, những năm 70 kháng chiến chống Mỹ. Hiện chi bộ có 56 liệt sĩ, 13 thương binh các loại, trong đó có 5 thương binh nặng 1/4. Ở trong thời gian tới thì nhân mô hình này, thì đoàn nghị cũng đã tập trung nỗ lực, nguồn lực của mình sẽ tiến hành đưa vào sử dụng các tuyến đường cờ Tổ quốc trên bộ phường nói chung, mà trước hết là ưu tiên những cái tuyến đường mà vào các công trình văn hóa cách mạng của phường Hòa Hải, như là đường vào cái tượng đài quốc tử trụ bám và khu ba vong. Đường cờ Tổ quốc nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay và mai sau hiểu hơn ý nghĩa sâu sắc thiêng liêng của lá cờ Tổ quốc. Việc treo cờ Tổ quốc một cách trang trọng là thể hiện lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, là ý thức trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ thêm trân trọng, tự hào hơn về Tổ quốc.